tin chuyển nhượng tối ngày 29 tháng 2, Liverpool chính thức đàm phán với Xabi Alonso. Liverpool đã chính thức gửi đại diện đến đàm phán với Bayer Leverkusen cho thương vụ Xabi Alonso sẽ là tin tức nổi bật trong bản tin chuyển nhượng mới nhất tối hôm nay 29 tháng 2. Liverpool đàm phán Alonso. Theo Bin, The Kop mới đây đã chính thức cử đại diện của câu lạc bộ đến Đức để đàm phán với ban lãnh đạo Bayer Leverkusen cho thương vụ chiêu mộ huấn luyện viên Xabi Alonso. Được biết, ngoài việc The Cop rất muốn có được sự phục vụ của chiến lược gia người Tây Ban Nha ra thì Bayern Munich được cho là có quan tâm. Nhưng hùm xám vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái chính thức nào dành cho Erlon bin Sport tin rằng việc nhiệt tình của Liverpool sẽ là lợi thế lớn để đại diện nước Anh có thể sớm ngày đạt mục tiêu của họ trong thương vụ này. Chelsea mua Matheus Goncalves. Việc The Blues theo đuổi tiền đạo người Brazil Matheus Goncalves Người có điều khoản giải phóng 100 triệu euro được cho là đã nhận được sự đồng ý của ông chủ Chelsea, Todd Boehly. MU mua Franco Mastantuono. Theo ESPN thông qua Sport Witness, Quỷ Đỏ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ gã khổng lồ Tây Ban Nha Barcelona để có được cầu thủ 16 tuổi của River Plate. Ngôi sao được bệnh danh là trụ cột tương lai của hàng tiền vệ tuyển Argentina. West Ham và Man United cạnh tranh Girassy. Theo báo cáo của Bin, West Ham được cho là đang quan tâm đến hữu Girassi và Quỷ Đỏ sẽ phải cạnh tranh với West Ham khi đại diện London cũng tỏ ra rất quyết tâm với mục tiêu của mình. Arsenal mua Ferguson Theo Football Transfer, Arsenal đang đặt Evan Ferguson là mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 này cho vị trí tiền đạo cắm. Người được cho là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng mà Mikko Ateta cần để xưng vương tại ngoại hạng Anh.